vật tư y tế đủ hết chưa? Mời gia đình số 9. Mời gia đình số 16. Sau một ngày làm việc lấy mẫu thì em cảm thấy là lỗ tai hai bên đều đau ghét và hằn lên gương mặt rất là nhiều. Cảm giác rất là mệt mỏi, nhưng mà vì công việc và vì tất cả mọi người xung quanh cho nên em phải cố chịu đựng và quyết tâm làm hết nhiệm vụ của mình. Là một công nhân y dược thì em mong muốn được góp một phần sức mình vào công cuộc chống dịch chung. Bọn em thì nhiều khi phải đi qua những cái con sông và khi mà mặc đồ bảo hộ thì khá là nóng nực và khó chịu. Mỗi khi mà kết quả có một test dương tính thì mặc dù tụi em là những người trực tiếp lấy mẫu và có nguy cơ lây nhiễm, nhưng mà tụi em không cảm thấy quá lo lắng cho bản thân mình mà cảm thấy lo lắng cho cộng đồng người dân ở tại địa phương nhiều hơn. Những lúc như vậy thì bọn em có cảm thấy lo lắng và áp lực tâm lý hơn một chút, nhưng mà bọn em đều động viên nhau để tiếp tục hoàn thành tốt công việc. Hôm nay là lần thứ 3 tôi đến để được xét nghiệm. Thời tiết như thế này tôi cũng đã cảm thấy rất là nóng nực, nhưng mà thấy các cái nhân viên y tế họ phải trang phục bảo hộ như thế kia, họ cũng rất là nhiệt tình. Chúng tôi là những người dân, chúng tôi rất là biết ơn.